Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ một số vấn đề về những người mới làm YouTube. Đó là kiểm tra giờ xem. Đối với những người mới làm YouTube nó lúc thì hơi bỡ ngỡ để kiểm tra giờ xem. Mấy ngày gần đây thì mình cũng khá nhiều nhận được những cái yêu cầu của mấy bạn nó mới làm YouTube kiểm tra giờ xem như thế nào là đúng nhất. Và video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đối với kiểm tra giờ xem, các bạn có hai cách để kiểm tra. Thứ nhất là các bạn có thể kiểm tra trên cái ứng dụng YouTube Studio. Thứ hai, các bạn vào kiểm tra vào Google Chrome. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách kiểm tra đơn giản và chính xác nhất. Theo như cá nhân mình nghĩ, kiểm tra trong ứng dụng YouTube Studio, theo như mình tìm hiểu, nó khá là chênh lệch. Nó không khớp nhau. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mà đơn giản và hiệu quả và chính xác nhất. Đó là mình sẽ kiểm tra trong Google Chrome các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ vào Google Chrome. Rồi mình sẽ mở cái tab mới luôn cho các bạn. Các bạn sẽ vào YouTube.com các bạn nhé. Rồi các bạn vào, đưa vào trang này. Và bước này các bạn ấn vào cái biểu tượng 3 chấm và các bạn chọn trang web cho máy tính. Rồi trên bước này các bạn phóng to. Rồi các bạn ấn vào cái biểu tượng cái tài khoản YouTube của mình, cái biểu tượng kênh của mình. Ví dụ như mình sẽ kiểm tra kênh chính của mình đây, kênh thứ hai của mình. Rồi ta sẽ ấn vào YouTube Studio. Rồi đến lúc này các bạn nó sẽ nhảy sang cái ứng dụng YouTube Studio. Cái trường hợp này là các bạn hay gặp nhiều mà các bạn chả biết kiểm tra giờ xem như thế nào. Trở về các bạn sẽ xóa, các bạn cứ đỡ, tạm thời các bạn cứ gỡ đỡ cái ứng dụng Studio đây nha các bạn. Khi mà kìa mình bấm vào thôi nó sẽ nhảy sang cái ứng dụng này. Cái lúc mình kiểm tra nó cũng hơi khó, ta sẽ gỡ ứng dụng này, mình gỡ thì là mình cài đặt lại. Ok, rồi sau khi các bạn đã gỡ xong cái ứng dụng YouTube Studio, các bạn trở về cái YouTube cái trang hồi nãy. Rồi khi các bạn gỡ xong là các bạn tiếp tục vẫn ấn vào YouTube Studio đây các bạn. Khi mà mình đã gỡ ứng dụng YouTube Studio nó sẽ ra như thế này, đơn giản thôi. Rồi các bạn muốn kiểm tra xem, các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng hiển đồ đây. Đây rất đơn giản đây các bạn, hãy kiểm tra được cái giờ xem. Theo cá nhân mình nghĩ, mình có thể kiểm tra trong cái ứng dụng YouTube Studio cũng được, nhưng mà nó chênh lệch rất là nhiều, nó không mang tính chính xác. Theo mình nghĩ là mình kiểm tra trong cái Google Chrome như thế này là mới chính xác cao hơn. Nói chung là ai cũng biết kiểm tra, nhưng mà còn một số bạn mới bắt đầu vào làm YouTube hay bỡ ngỡ không biết kiểm tra giờ xem. Kiểm tra giờ xem để làm gì? Để mình kiểm tra thì mình có thể cố gắng và tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đăng nhiều video để xem giờ đến đâu. Thì giờ xem thì mình sẽ bắt buộc phải kiểm tra trong cái ứng dụng này, trong cái trang này. Hy vọng rằng qua cái video này sẽ giúp ích cho các bạn, sẽ giúp ích những người mới bắt đầu kiểm tra được cái giờ xem chính kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tuần sau.